Cả nhà ơi, coi cái trái mẫn cầu Sweet Dream của mình nè. Cái trái nó to, cái dáng trái của nó và cái da của nó gần giống với trái na bên Việt Nam của mình hơn ha. Coi nè, nó to cỡ lòng bàn tay bự của mình luôn rồi đó. Một ngày đi ra ngoài vườn để mà mình thu hoạch một số trái cây với lại rau củ quả. Ôi ôi nó mê. Sáng sớm là mình đi ra vườn rồi. Có trái cây để thu hoạch cả nhà nha. Đây, có một hai trái á, nó to dễ sợ to chưa. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ra ngoài vườn coi có cái gì á, mình sẽ thu hoạch cái đó. Trước tiên là mình thu hoạch một ít quýt nè, đem vô. Mùa này mình ăn cam ăn quýt tốt lắm nha, vô bắt đầu vô mùa lạnh rồi. Ăn mấy cái này có vitamin C cả nhà nha. Sẵn ở nhà có cây quýt, tha hồ mình ra mình thu hoạch để đem vô mình ăn. Đây, coi cái trái của nó nè. Cái màu nó cam rực rỡ lên luôn, rất là đẹp ha. Đó, bây giờ là cái này á là mình thu hoạch được rồi cả nhà nha. Nếu mà mình để lâu quá đó là cái vỏ của nó đó, cái ruột của nó chứ nó giống như là nó bị khô. Cho nên là mình phải hái lại ra mình ăn được rồi. Mấy cái quýt này khi mà có trái á, nhìn nó ham lắm cả nhà ơi. Thu hoạch cũng mê luôn á, mê ly luôn. Đây, mấy cái trái này nó to ha. Hôm nay mình thu hoạch một số vô mình ăn, với lại là mình cũng đem cho một vài người. Quá chừng luôn chưa, mê luôn á. Mấy cái đợt trước trái nó nhiều á, mình ra mặc dù mình cắt nó còn hơi sớm, nhưng mà mình đánh tỉa bớt nó đi thì mấy cái trái còn lại cả nhà thấy nó to hơn nè. Đó, thấy ham không? Mấy cái trái này nó to hơn mấy cái đợt đầu tiên mà mình cắt á. Nguyên cái cây của nó là cam rực rỡ luôn, nhìn rất là đẹp. Thấy mê không nè, nguyên một cái chùm này nó quá chừng trái nè. Bắt buộc là mình phải cắt mình tỉa bớt nó đi. Wow, quá cái chùm này nè, cắt nguyên chùm luôn. Đây, cả nhà xem là nguyên một chùm luôn. Thấy ham chưa? Cái phía bên đây á, nó không có ánh nắng nhiều á cả nhà, cho nên là cái trái của nó cũng sẽ nhỏ hơn, nó không có được to bằng cái phía bên bìa bên kia. Bìa bên kia trái to to không à, chỗ nào mà nó có nắng nhiều á là trái nó to lắm. Cho nên là bữa hổm á mình dẹp cái dàn mướp, dàn bầu đi, dàn su nữa, cắt tỉa bớt, chứ nếu không á là nó che cái ánh nắng, mấy cái trái này nó sẽ không có được ngon, nó không có được to, mà cái vị của nó ăn nó cũng không có ngon nữa. Cả nhà xem nè, mấy cái trái phía bên đây nó nhỏ không à. Còn cái trái mà phía bên kia mình cắt nè, thấy không? Đó, nó to hơn nhiều luôn á. Cắt cái này là mỏi tay luôn cả nhà ơi. Ôi, chung. Mấy cái năm trước á, mình làm biếng, mỗi lần mình ra mình cắt á, mình cắt nguyên một chà của nó luôn. Giống như trái vậy nè, cái là mình cắt nguyên một chà luôn. Bởi vì cái cây của nó mấy năm sau á, năm sau nó ra trái không có kịp. Chắc là mình cắt từ trái thôi cả nhà ơi, cắt từ trái thôi. Cái chùm nào mà nó sát sát với nhau mà nó nhiều quá đó thì mình mới cắt nguyên một cái nhánh nhỏ. Cái trái của nó nè mê hồn. Cái phía bên đây trái nó to nè, không ăn một hai trái quýt rồi mình lên sân trước mình thu hoạch tiếp tục cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ thanh toán cái cây ổi
thái ruột trắng của mình á, là nó chín hết trơn rồi. Coi nè cả nhà ơi, quýt nè, quýt kisu nha, sáng sớm ra ăn nó ê lạnh ê răng luôn á. Rất là ngon nha, cái vị của nó bây giờ là mình thấy nó đậm đà rồi. Cái quýt này á, nếu mà hái sớm hoặc là tưới nước nhiều quá lúc mà mình trước khi hái á, ăn nó sẽ bị lạc nha. Ngon, cái này là ngon thiệt nha cả nhà nha. Hồi sáng thức dậy á, là mình thấy cái cổ của mình là nó hơi đau đau rồi, cho nên á, hôm nay á, cố tình để ra hái quýt để vô nhà trong nhà mình ăn. Với lại không có gì mà ngon bằng á, khi mà trái cây á, mình hái xuống mình ăn liền á, cái vị với cái mùi thơm của nó ngon lắm. Trái này nó ngọt đậm ghê. Cái loại quýt này ăn nó ngọt nhưng mà nó cũng có cái vị chua nhẹ trong đó cả nhà nha. Chua nhẹ thôi, nhưng mà phần lớn là nó ngọt, nhưng mà nó không phải là ngọt ngay. Kế bên cây mận nãy giờ mình cũng thấy có một số trái á, nó bị rụng, cho nên là mình qua bên đây mình lụm luôn. Cả nhà ơi, trong cái chùm này mình thấy nó rụng nè, thấy chưa? Ăn mấy cái cây quýt á mà cái cổ của mình nó muốn thông luôn á. Sáng thức dậy á thấy cái cổ nó đau đau. Đó, mấy cái trái này mềm luôn, rụng hồi nào không biết, nó mềm luôn, ủa ghê nha. Phía bên đây cũng có mấy trái nè, coi nè, con nào nó đi ré ngang nó cạp rồi cả nhà thấy không, cái hộp nó cũng còn trắng bên trong mà nó cạp rồi nè, ghét chưa. Đây có một trái nó rụng nữa, ui cha, nó mềm luôn rồi, uổng không. Sáng là đi ra vườn có trái cây để mình lụm rồi cả nhà ơi, để mình thăm lại coi cái này nó có rễ thêm không nha. Ồ, đây nè, cái rễ của nó nè, nó vàng vàng rồi nè, ít thôi chứ không nhiều, tại vì mình thấy hình như là vô cái mùa này á, nó mùa lạnh rồi, mình chiết cây á, vô cái mùa này nó lạnh rồi, cho nên là cái xác suất mà nó ra rễ nó cũng sẽ chậm hơn và nó ít hơn. Bây giờ đi lên sân trước để mình thanh toán mấy cái trái ổi nha. Ở đây khoe mấy cái trái mận cầu sweet green. Bữa hôm qua mình ra mình tưới mấy cái phân cá đó, mình thấy mấy cái trái nó to lắm cả nhà ơi. Cái cưng lắm đây nè. Coi nè, không biết già chưa nữa. Không biết già chưa. Ủa coi nè, cái nè. Coi cái trái của nó nè cả nhà ơi. Này là già chưa ta? Coi cái gai của nó nè. Cái này là mận cầu sweet green cả nhà nha. Ôi, nó cưng xíu luôn. Ôi, trái nào trái đó nó to nè cả nhà ơi. Thấy ham chưa? Nó có nâu nâu rồi, không biết nó già chưa ha. Cái này là năm đầu tiên mình trồng cái loại mận cầu này, cho nên cũng không có rành về nó lắm. Trời ơi, cái trái dưới đây nè cả nhà ơi. Ôi, nó bự bằng cái lòng bàn tay của mình xòe ra luôn rồi nè. Ôi, thấy cưng không? Đó, mới bữa hôm qua mình tưới cái phân cá đó, nài ra vẫn còn nghe cái mùi của nó. Đó, thấy mê chưa. Ồ, có một số trái là mình thấy làm như nó, cái da của nó là nó già rồi đó chứ. Đó, mấy cái trái này giống như trái na bên Việt Nam mình hơn cả nhà thấy không, tại cái da của nó đó, dáng trái của nó thì nó tròn tròn. Ôi ôi, thấy cân không. Đây nè, cây này là năm đầu tiên nó ra trái cả nhà nha, trái của nó nè. Nó thấy mê chưa cả nhà ơi, thấy cưng không nè. Đây, trái nó to to rồi, vài tuần nữa là mình có mận cầu mình ra mình thu hoạch cả nhà nha. Ôi cái trái nào trái đó to đùng luôn đó. Thấy hà môn nó. Thẳng tiến vào phía bên đây mình thanh toán cái cây ổi này của mình. Đây nè, không hái vô là nó mềm hết luôn. Hái nhưng mà coi cái tay trái nào mà nó còn để lại là vẫn chừa cả nhà nha. Sợ hái hết. Hái hết là không còn gì để ăn. Tại khi hái vô á là mình ăn đâu có kịp đâu. Ấy dụ,
mình ăn chừng 2-3 trái, còn nhiều cái mình đem cầu cứu không à. Tới khi mà mình thèm ăn thì không còn trái nào để ăn nữa. Ui trời ơi, hãy mê không, mấy trái này ngon lắm nè. Hái được hết rồi cả nhà ơi. Ui trời. Ui trời, ui trời. Đây. Trời ơi. Nó vàng hết rồi. Đó. Không hái là không được đâu. Cái nhánh này nó gãy luôn rồi. Ôi, thấy mê không? Đâu nữa đâu, ủa cô vậy chứ bữa nay nhiều lắm cả nhà nha. Không cầm được. Bữa nay là mình thanh toán hết luôn rồi đó. Còn cái trái của nó mê ơi là mê luôn á. Ở bên đây mình thấy có một cặp. Đây cả nhà ơi, một cặp của nó nè. Một cặp của em nè. Hái luôn. Đó, dưới đây nữa. Ôi chu. Cái trái nó to, to hơn lòng bàn tay của mình cho nên mình cầm hai trái á. Nó rớt. Cứ ra vườn là có trái cây để hái mê không? Hôm nay là mình hái hết luôn thật sự rồi. Tuyên bố cây ổi Thái không hạt. Hôm nay tuyên bố là đã sạch sẽ cả nhà nha. Không chừa được. Phải dùng cái từ là không muốn chừa được. Có muốn chừa cũng không được nữa. Đây cái trái của nó nè. Ôi ôi nó mê. Không có muốn hái hết đâu. Nhưng mà bây giờ sao giờ nó chín. Cái loại ổi này á, là không có chừa. Không có chờ được. Cho nên cứ ăn được là hái thôi. Ở nhà xem mấy trái nào đó, nó trắng hết trơn. Chữ này sao chừa. Đó. Đây trái đây nè. Cuối cùng. Rồi, cây ổi Thái ruột trắng của mình tuyên bố là đã hết rồi cả nhà nha. Sạch sẽ. Hy vọng là năm sau. Năm sau nó sẽ mạnh hơn, khỏe hơn. Nó sẽ ra trái nhiều hơn cho mình ra mình thu hoạch nha. Ui ui coi nè, hé mê chưa? Một xịa luôn. Mình lụm mấy cái bao xốp này á, mình trồng vô cho mấy cái trái mặn cầu. Có một số trái á, mình hết bao rồi cho nên là mình bỏ nó luôn, mình không có bao. Giờ mình bao nó lại. Trái của nó thấy mê ơi là mê luôn á nhà ơi. Cái mặn cầu sweet green này mình thấy nó đậu trái cũng nhiều nè nha. Nó cũng dễ đậu nè. Nhưng mà cái nói chung mặn cầu á là mình đều ra mình chấm hết á, chấm cái phấn cho nó đó. Thì xác suất của nó đậu á nó sẽ cao hơn. Trái cũng nhiều ghê á. Cây này năm đầu tiên mà ra trái mà như vậy là quá ngon luôn đó. Thấy mê quá cả nhà ơi. Cái trái của nó tròn ủng mà. Tròn ủng mà rất là to nha. Cưng ơi là cưng luôn á thiệt. Mê chưa? Một buổi sáng đi ra ngoài vườn của mình là đã có trái cây để mình ăn rồi nha. Quýt, mận, ổi. Bây giờ mình lạng qua phía bên hông bên kia để mình mót xem có cái trái khổ qua nào không. Tại vì hôm nay mình thèm ăn canh khổ qua rồi cả nhà ơi. Chuẩn bị thịt rồi, sẵn sàng hết rồi, ướp rồi xong hết rồi. Bây giờ chỉ hy vọng là ra mót được chừng 5-6 trái thôi là mình vô mình có thể nấu được một nồi canh khổ qua mình ăn. Khoe cho cả nhà xem, cái này là rau cải cúc của mình nè. Mình ươm nè. Nó này hình như đâu của bên mấy gì của mình có hạt á. Không biết đi đâu á. Rồi cái có hộp giống. Cái xin về. Cái mình xin lại. Xin lại miếng. Cả nhà xem cái khuôn bên đây là khuôn củ kiệu của mình nha. Thấy thương không? Nó cũng không được tốt cho lắm ha. Cái lá của nó muốn vàng vàng luôn rồi đó chứ. Bên đây cũng kiệu nè. Mình tận dụng một chậu vậy đó. Mình trồng hai loại. Cái này là cây cà tím. Nó tàn rồi. Xong mình cắt. Mình cắt tỉa nó đi. Bắt đầu nó nhảy ra cái nhánh non nè. Thấy thương cả nhà ơi. Mấy cái cây cà tím này á. Mình có thể cắt tỉa nó lại là nó mọc cái nhánh mới cả nhà nha. Nhánh mới mà khỏe nữa đó. Nó bắt đầu nó ra bông lại nữa nè. Thương không? Mấy cái nhánh này nè. Mình cũng phải cắt bỏ nè. Cắt bỏ xác xuống. Là bắt đầu nó nhảy ra những cái cành mới. Đây cũng khuôn kiệu của mình nè. Phía bên đây thì mình có ươm mấy cái củ này là củ
củ dền đó, củ dền đỏ đó, để khi mà mình thu hoạch xong cái đám củ cải trắng của mình á thì mình sẽ trồng nó xuống, thay đổi trồng, thu hoạch cái này xong rồi mình sẽ trồng cái khác xuống. Hy vọng là có khổ qua nha. Trái này đều quá, vàng nhỏ quá. Đây cả nhà ơi, chừng 3 trái như vậy nữa thôi là mình đủ nồi canh cho hai chồng ăn rồi. Canh khổ qua thì chỉ có hai vợ chồng ăn thôi. U đây cả nhà ơi, cái trái bự nữa ha. Mình đi mốt mà được mấy trái bự vậy ham lắm luôn á cả nhà ơi. Đây rồi, mới tới ấy rồi, chùa mới có ghé ngang thôi mà. Cái vàng này mình tưởng là nó rượu rồi đó chứ. Chuẩn bị là đem ngày nào rảnh là để đi dọn vàng của nó nè, mà mình chưa có rảnh nữa. Chàng ơi, bữa hổm mình ra mình dọn là bữa nay đâu còn để ăn. Nó được 4 trái rồi. Để đỡ đây đi, không có đem cái xịa theo, cái xịa bây giờ nó nặng quá rồi. Ở đây có một số trái nó nhỏ đó, nó còn ra nữa. Cho nên thôi kệ để nó đó đi. Nó ra được trái nào á thì mình mót trái đó. Ôi nè cả nhà ơi, đó, ôi ôi, mót thôi. Đấy đấy, được một trái bự nữa nè. Đây nè, trái bự. Đó, có trồng là có thu cả nhà nha. Không được nhiều á thì mình cũng được ít để mà mình đủ mình hai chồng mình ăn. Có nhiều á thì đem cầu cứu, còn không nhiều thì ở nhà mình ăn cũng được rồi. Có nhiều thì mình làm nhiều, ít thì mình làm ít. Ôi ơi, ngon chưa cả nhà ơi? Mê ơi là mê. Mình thấy có một số trái nhỏ nó còn ra nữa nha. Hy vọng là mấy cái dây của nó tàn chậm lại chút xíu đi, mình ăn được nào hay được đó. Chúng mánh rồi, phát hiện thêm một em nữa, dài thòn lòn, trái quá đẹp luôn. Cái giống này là trái quá đẹp luôn coi nè. Wow, thấy ham chua. Được chừng mấy trái này là đủ nồi canh rồi, đâu cần bao nhiêu đâu. Hôm nay là mình trúng mánh mấy cái trái khổ qua này nha. Trong đầu mình cứ nghĩ là hái chừng mốt thì sao mà được chừng 5 trái thôi, 5-6 trái là đủ nồi canh rồi. Ai dè đâu ra mình được nhiều quá chừng nhiều luôn cả nhà ơi. Thấy ham, úi chào ơi, thấy mê chưa nè, còn một số trái nằm ở dưới đây nữa. Hết tay nắm rồi, ham chưa? Rồi bây giờ mình vô trong nhà nha, làm cho một nồi canh khổ qua ăn. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha. Một ngày đi ra ngoài vườn để mà mình thu hoạch một số trái cây với lại rau củ quả. Bây giờ đi vô trong nhà. Nhưng mà không, mình cũng phải hôm nay trồng một số bắp cải nồi á. Mình có mua hôm mì bô á cũng được 6-7 cây. Hello. Cái bà hàng xóm say hello. Chắc mình trồng xuống luôn. Trồng xong rồi đó mình sẽ vô trong nhà. Đây, một ngày đi ra ngoài vườn cả nhà ơi. Chú mê không nè. Quá chừng mê luôn đó. Hôm nay là mình thu hoạch được bao nhiêu đây nè cả nhà ơi, thấy mê không? Cứ ra ngoài vườn không có cái này á thì mình cũng sẽ có cái khác để mình thu hoạch nè. Đó. Mê ơi là mê luôn á.